Cách đây không lâu, các nhà khoa học đã tiến hành thực hiện một nghiên cứu giúp khá thú vị nhằm tìm ra được mối liên hệ giữa việc nhìn ngắm cái đẹp với trình độ ghi nhớ của não bộ. Kết quả sau cùng khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi việc ngắm trai đẹp cũng có thể khiến cho trí nhớ của chị em được tăng lên một cách đáng kể. Tinh thần soi vàng trai đẹp vốn đã cao, lại chiếm được thêm sự củng cố từ khoa học đã khiến hội chị em tích cực truy lùng các khuôn mặt nam thần sáu múi. Điển hình là mới đây, một loạt cực phẩm khác đã được cư dân mạng tìm ra, chỉ bằng bức ảnh đăng tải trên một diễn đàn học đường nhiều người biết đến. Ảnh Nguyễn Ngọc Anh rao trường người ta. Cụ thể cách đây ít giờ, bức ảnh này đã được một nữ sinh chia sẻ lên diễn đàn học đường nhiều người biết đến trường người ta. Theo như quang cảnh được bức hình ghi lại, nhóm nam sinh này đang tập luyện thể hình theo cách thức luyện tập đường phố Treadwell cao, với dàn giáo phía sau. Được biết, tất cả đều thuộc nhóm Treadwell cao trường chinh của trường Trung học Phổ thông Trường Chinh Quy 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dù mê mẩn trước cơ bụng sáu múi của các nam sinh nhưng dân mạng vẫn tỉnh táo để nhận ra một cụ thể trong bức ảnh này, đó chính là nam sinh nào khoa bụng sáu múi thì sẽ che mặt, và tất nhiên duy nhất cậu bạn ngồi lên đỉnh là không khoa body và cũng chẳng che mặt. Sau khi bức hình này được đăng tải, dân mạng đã lan truyền rất nhanh lẹ. Các nữ sinh muốn chuyển đến trường này học để có thể bắt gặp gỡ các anh chàng này mỗi ngày. Dẫu không có thấy mặt nhưng mà đảm bảo các anh chàng này đẹp trai rồi, bạn gờ. Hờ cho hay. Dân mạng ở y làm ơn cho xin 500 đồng tiền thông tin để mình chuyển trường ngay nào, bạn quận Nga cho biết. Trước đó dân mạng cũng từng được fan chất giả lên, chất giả xuống trước dàn trai đẹp đăng số đông thao của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhìn vào dàn trai cơ bắp cuồn cuộn, thân hình lực lưỡng, lại chiếm hữu khuôn mặt điển trai thế kiêu, nhiều chị em nhanh lẹ gọi thăm các anh chàng đã có người yêu thương hay chưa. Thậm chí các tân sinh viên còn tiếc hùi hụt gì đã không đăng ký vào năm nhi quốc bách khoa để ngắm trai đẹp cho sung sướng. Mặc dù có thể chất lượng bức hình không cao, tuy nhiên cứ thấy múi là chị em vui rồi. Ảnh Bắc Kinh Sea Confession.